mình là Vi đây, chào mừng mọi người tới vlog đầu tiên của mình. Hôm nay là cũng ngày bình thường, mình sẽ chở mẹ mình đi nhà băng, rồi mình đi mua chút đồ quà cho chị mình. Trước khi mình chở mẹ mình đi nhà băng, mình cho mọi người xem cái vườn nhà mình. Mình với mẹ mình mới đi nhà băng xong, giờ mình tới chỗ Walmart để mua chút đồ. Walmart nó hơi đông, mình không có quay nhiều cho mọi người xem, sorry mọi người. Mẹ mình với mình mới đi Walmart xong, giờ tới tiệm phở ăn một chút đồ. Ăn trưa mình chọn một cái gỏi cuốn. Hôm nay mình order một cái cơm đặc biệt có chả giò với lại thịt. Còn mẹ mình nó thì order một cái bún bò Huế. Mình mới ăn với mẹ xong mới lái xe tới trường đại học của mình. Giấy tờ cho năm học mới của mình. Bây giờ mình đang đi bộ vô trường đại học mình nói chuyện với advisor. Giấy tờ cho năm học mới của mình. Giờ đang đi bộ trong chợ Ross đi kiếm mấy cái đồ em bé cho con của bạn mình để tặng cho quà sinh nhật của bé. Đi vào vòng cũng không kiếm được đồ gì cho bé gái hết, mới kiếm được cái đồ cho bé trai thôi. Bé gái hết, giờ mình chạy qua Target để xem có đồ gì cho bé gái không. Mình mới đi Target xong, giờ mình tới Bridget Mall để đi mua một chút đồ tặng cho chị ba trong ngày sinh nhật của chị. Mình mới mua xong, giờ chuẩn bị lái xe về tặng cho chị. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình. Tạm biệt mọi người.